Xin chào các bạn. Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích hơn 17 triệu km vuông và trải dài trên 11 múi giờ. Xứ sở Bạch Dương cũng có nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú với giá trị cao nhất hành tinh. Tuy nhiên thì bất chấp diện tích khổng lồ, địa lý nước Nga thực sự có rất nhiều vấn đề và khiến cho quốc gia này gặp rất nhiều khó khăn để phát triển. Tại sao địa lý nước Nga tệ khủng khiếp? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha. Mùa đông lạnh giá không phải tệ nhất. Nhắc đến mùa đông nước Nga, chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến cái lạnh cắt da cắt thịt với nhiệt độ có thể xuống tới âm 25 độ C hoặc âm 30 độ C hoặc thậm chí là còn thấp hơn nữa. Đối với những người dân bản xứ, mùa đông đã rất khắc nghiệt và đối với những quân xâm lược thì nó còn đáng sợ hơn nhiều. Vì vậy mà cả Napoleon và Hitler đều tấn công nước Nga vào cuối tháng 6. Dù cách nhau 130 năm nhưng cả hai đều nhận thấy cần phải tiến hành đánh nhanh thắng nhanh, chinh phục nước Nga trước khi mùa đông đến. Vậy nhưng thực tế thì cả Napoleon và Hitler đều thất bại trước khi mùa đông tới. Khi mà Pháp tấn công Nga vào ngày 24 tháng 6 năm 1812 thì Napoleon có 610.000 quân. Tuy nhiên thì tới ngày 7 tháng 9 năm 1812 chỉ còn lại 135.000 quân, chưa tới 1/4 lực lượng. Đó là vì người Nga đã tiến hành chiến thuật tiêu thổ, đốt cháy đồng ruộng và làng mạc, khiến cho tuyến đường hậu cần của quân đội Pháp kéo dài quá mức và bị sụp đổ. Dù Napoleon đã chiếm được Moscow thì kinh đô Saint Petersburg vẫn an toàn. Mùa đông chỉ khiến cho thất bại của quân Pháp nặng nề hơn. Gần 130 năm sau, Đức Quốc xã đã xâm lược Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Trong 5 tháng đầu tiên, Hitler đã mất tới 734.000 quân, tức là 23% trong số 3.200.000 lính Đức. Và khi mà mùa đông đến, Hitler đã phải từ bỏ mục tiêu chiếm lấy Moscow. Vậy tại sao lại phải là tháng 6, chứ không phải là sớm hơn, ví dụ như là tháng 3, ngay khi mùa đông kết thúc? Thực tế thì đây mới chính là thời điểm tệ nhất để tiến vào nước Nga. Thay vì gặp đại tướng mùa đông, các đội quân xâm lược sẽ phải đối phó với thống chế bùn. Vào đầu tháng 3, khi mùa đông kết thúc cũng là lúc tuyết bắt đầu tan ra và mưa bắt đầu rơi, tạo thành sình lầy trên khắp xứ sở Bạch Dương. Cũng giống như mùa xuân, mùa thu nước Nga cũng có nhiều mưa và đường đất lại trở thành những bãi sình lầy. Khi Napoleon xâm lược nước Nga vào mùa hè năm 1812, thống chế bùn đã làm cho tuyến hậu cần của quân đội Pháp bị sụp đổ nhanh chóng khi mùa thu tới. Còn trong Thế chiến thứ 2, khi quân Đức xâm lược Liên Xô, việc di chuyển đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên thì khi tác chiến trên một phần lãnh thổ rộng lớn, xe tăng Đức gặp phải vấn đề sình lầy vào mùa xuân và mùa thu, còn trong mùa đông, người Đức không có đủ quần áo ấm và trang thiết bị cần thiết. Ở phía bên kia chiến tuyến, người Nga luôn có sẵn áo ấm và chuẩn bị tốt hơn cho nhiệt độ có thể xuống tới âm 25 độ C hoặc âm 30 độ C. Vậy thì mùa đông nước Nga giá lạnh, mùa xuân và mùa thu thì toàn bùn lầy. Vậy còn mùa hè thì sao? Câu trả lời chính là ruồi muỗi. Lượng nước dồi dào trong mùa xuân chính là nơi mà ruồi muỗi đẻ trứng và mùa hè là thời điểm mà chúng tung hoành. Đám côn trùng này ở Nga nhiều đến mức bay thành từng đàn và bám đầy trên các ngôi nhà. Để đề phòng ruồi muỗi, người dân xứ Bạch Dương phải mặc kín khi ra ngoài cũng như sử dụng thuốc diệt côn trùng và thiết bị phát sóng siêu âm. Đất nước rộng lớn nhất thế giới. Nước Nga có diện tích hơn 17 triệu km vuông và trải dài trên 11 múi giờ. Điều này có nghĩa là trong khi những người dân ở phía Tây vẫn còn đang say giấc nồng, thì những người Nga ở phía Đông đang chuẩn bị cho bữa trưa. Xứ sở Bạch Dương kéo dài khoảng 9.000 km từ Tây sang Đông và 2.500 cho đến 4.000 km từ Bắc xuống Nam. Điều này có nghĩa là việc kết nối giữa những thành phố lớn của Nga cũng không hề dễ dàng một chút nào, đặc biệt là chặng đường từ phía Tây qua phía Đông. Để đi từ Moscow tới Vladivostok, người Nga sẽ đi trên tuyến đường sắt xuyên Siberia. Đây chính là tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất trên thế giới với tổng quãng đường là 9.289 km, đi qua 8 múi giờ và mất 166 tiếng để hoàn thành. Chuyến tàu này có tới 142 điểm rừng cũng như 87 thành phố và thị trấn. Tuy nhiên thì khu vực Siberia còn rộng lớn hơn rất nhiều, vì vậy mà tuyến đường sắt trên vẫn là không đủ và để xây thêm các tuyến đường sắt mới cũng không phải là điều dễ dàng. Tuyến đường sắt xuyên Siberia nằm ở phía nam của khu vực lạnh giá bậc nhất trên thế giới. Nếu muốn kết nối với những vùng đất ở phía Bắc thì câu chuyện còn khó khăn hơn nhiều. Ngoài khoảng cách khổng lồ thì việc xây dựng ở khu vực Siberia rất khó khăn do nó bị bao phủ bởi các lớp băng vĩnh cửu. Nếu như người Nga hoàn thành tuyến đường sắt xuyên Siberia vào năm 1904 thì phải tới năm 1991, tuyến đường Baikal-Amur mới được đưa vào hoạt động với trị giá lên tới 14 tỷ đô la. Khởi hành từ huyện Tây Sét của tỉnh Irkutsk cần phải mất tới 97 tiếng đồng hồ để tới ga cuối cùng ở Sovetskaya Gavan, một thành phố nằm bên bờ Thái Bình Dương.
tới năm 2011, tuyến đường sắt Amur Yakutsk được hoàn thành, kết nối Tinda với Nizhny Bestar với tổng thời gian di chuyển là 11 giờ. Tất cả những tuyến đường sắt này đều là các công trình kỳ vĩ, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao do nó đi qua các khu vực băng giá. Tuy nhiên thì khả năng kết nối giữa vùng Viễn Đông với phần còn lại của nước Nga vẫn rất kém. Kể từ năm 1991, dân số vùng Viễn Đông đã giảm tới 25% do người dân di cư tới những khu vực khác tại Nga có điều kiện sinh sống và làm việc tốt hơn. Và thay thế cho người Nga chính là những người Trung Quốc. Một trong những lĩnh vực kinh tế chính của họ tại Viễn Đông và Siberia là nông nghiệp. Nông dân Trung Quốc trồng trọt ngô, đậu nành, rau và trái cây, trong khi nhiều người khác tập trung chăn nuôi lợn. Về phía người Nga, họ đã cho thuê hàng trăm ngàn hecta đất kèm theo nhiều ưu đãi. Hiện tại, quy mô hiện diện của người Trung Quốc tại vùng Viễn Đông còn khá nhỏ. Trong những năm tới, số lượng khó có khả năng tăng đột biến mà chỉ ở mức độ trung bình. Thực tế là vùng Viễn Đông cần lao động Trung Quốc cũng như tiền bạc và công nghệ của nước này, trong khi xứ tỷ dân lại cần diện tích đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên và thị trường của vùng đất xa xôi này. Khu vực Viễn Đông cũng không thực sự có nhiều đất nông nghiệp, ngoại trừ vùng tiếp giáp với Trung Quốc. Thực tế thì chỉ có hơn 7% tổng diện tích đất của Nga là đất nông nghiệp, trong đó có khoảng 60% sử dụng cho trồng trọt và 40% còn lại là đồng cỏ dùng cho chăn nuôi. Đa phần diện tích đất nông nghiệp tập trung ở khu vực phía Tây Nam, gần với Ukraine và Kazakhstan, trong một khu vực được gọi là Đồng bằng châu Âu. Đồng bằng phía Tây. Đồng bằng châu Âu trải dài từ dãy núi Pyrenees và bờ biển vịnh Biscay của Pháp ở phía Tây đến dãy núi Ural của Nga ở phía Đông. Về phía Bắc là biển Barents, một phần của Bắc Băng Dương, còn về phía Nam là các dãy núi cao như là dãy Karpat và dãy Kapkaz. Trong khi phần phía Tây là hành lang kéo dài từ Pháp tới Ba Lan, thì phần từ Ba Lan về phía Đông có hình dạng giống như một chiếc phễu, mở rộng dần về phía dãy Ural và phần lớn dân số Nga đều sống ở khu vực hình phễu này. Trong khi phía Bắc là Bắc Băng Dương và phía Đông là Siberia, khí hậu lạnh giá sẽ ngăn cản bất kỳ đội quân nào muốn tấn công nước Nga. Còn ở phía Nam, Kazakhstan là một đồng minh thân cận, còn Azerbaijan và Georgia không phải là mối đe dọa với người Nga. Tuy nhiên thì mặt phía Tây lại là một câu chuyện khác, khi đa phần địa hình đều là các bình nguyên bằng phẳng, không có bất kỳ lá chắn địa lý tự nhiên nào để bảo vệ thủ đô và các trung tâm dân cư khác. Napoleon tấn công nước Nga vào năm 1812 hay Hitler cho quân xâm lược xứ Bạch Dương vào năm 1941, tất cả đều xuất phát từ phía Tây. Khí hậu của nước Nga có thể tồi tệ, nhưng với sự ra đời của xe tăng và xe tải, người Đức đã có thể mở rộng phạm vi tấn công. Trong khi mục tiêu của Napoleon là Moscow, thì mục tiêu của Hitler là toàn bộ phần phía Tây của tuyến AA, kéo dài từ Akhagesh ở phía Bắc tới Astrakhan ở phía Nam. Cuộc xâm lược từ phía Tây này khiến cho Liên Xô bị tàn phá nặng nề với hàng chục triệu người chết, nền kinh tế bị đẩy lùi nhiều thập kỷ và không thể bình yên phát triển như nước Mỹ. Ngày nay, nước Nga vẫn luôn lo lắng về việc sẽ bị tấn công từ phía Tây. Vì vậy mà Tổng thống Vladimir Putin luôn kịch liệt phản đối việc mở rộng liên minh quân sự NATO. Vào cuối năm 2021, ông Putin đòi NATO phải chấm dứt tư cách thành viên của các nước kết nạp sau năm 1997 và ở gần Nga, như Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Đồng thời thì Mỹ phải cam kết cấm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như là Ukraine và Georgia gia nhập NATO, cũng như là từ chối sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự và phát triển quan hệ quốc phòng song phương với các nước này. Đương nhiên là Mỹ đã không chấp nhận các điều kiện trên. Vì vậy mà vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông Putin đã phát lệnh tấn công Ukraine nhằm ngăn chặn sự mở rộng của NATO tới biên giới phía Tây dễ bị tổn thương của nước Nga. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một lý do khác mà ông Putin phải động thủ với Ukraine, đó chính là vấn đề về cảng nước ấm, một thứ mà nước Nga vẫn luôn thiếu. Thiếu cảng nước ấm. Nga là quốc gia có đường bờ biển dài thứ tư trên thế giới, trên 37.653 km, chỉ sau Canada, Na Uy và Indonesia. Nước này cũng là một trong ba quốc gia trên thế giới giáp với ba đại dương, đó là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Hai quốc gia còn lại là Canada và Mỹ. Tuy nhiên thì không giống như đối thủ của mình, nước Nga cực kỳ thiếu cảng nước ấm. Đa phần đường bờ biển phía Bắc thường đóng băng nhiều tháng trong năm và do vậy không thể tiếp nhận tàu thuyền. Cảng Vladivostok ở Thái Bình Dương và cảng Saint Petersburg ở biển Baltic cũng đông cứng trong mùa đông. Trong khoảng thời gian này thì các tàu phá băng sẽ phải hoạt động liên tục. Thực tế thì Nga vẫn có một số cảng nước ấm là Kaliningrad, Murmansk và Novorossiysk. Trong số này thì cảng Kaliningrad lại tách rời về lãnh thổ Nga. Vì vậy mà hai cảng nước ấm thực sự hữu dụng là Murmansk ở biển Barents và Novorossiysk ở biển Đen.
Việc thiếu cảng nước ấm cũng là lý do tại sao Nga phải lấy bằng được bán đảo Crimea, bởi vì ở đó có cảng nước sâu Sevastopol. Đây chính là căn cứ chính của hạm đội Biển Đen. Vào năm 1954, Liên Xô chuyển giao bán đảo Crimea từ Nga cho Ukraine nhân dịp kỷ niệm 300 năm Hiệp định Paris-Slav. Tới năm 1991, Liên Xô sụp đổ, lúc này thì vấn đề tranh chấp bán đảo Crimea giữa Nga và Ukraine đã nổ ra. Cuối cùng thì vào năm 1997, Nga chấp nhận để Ukraine giữ lại bán đảo này, với điều kiện là họ sẽ giữ lại 81,7% hạm đội Biển Đen và được quyền thuê các cơ sở hải quân ở Crimea trong 20 năm, với tùy chọn gia hạn tự động 5 năm. Nga sẽ trả 526 triệu đô la cho Ukraine, sau đó trả 97 triệu đô la mỗi năm để thuê các căn cứ ở Crimea. Tuy nhiên thì làn sóng Euromaidan đã nổ ra vào cuối năm 2013, đánh dấu việc Ukraine chuyển sang thân phương Tây, và đây chính là vấn đề sống còn đối với xứ sở Bạch Dương. Nếu như Ukraine không cho Nga tiếp tục thuê Sevastopol sau năm 2022, thì hạm đội Biển Đen sẽ suy yếu trầm trọng. Và nếu Sevastopol trở thành căn cứ hải quân của NATO, thì Biển Đen sẽ trở thành cái ao làng của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên thì Sevastopol có thể là một cảng hải quân tuyệt vời, nhưng nó lại thiếu kết nối với đất liền Nga. Vì vậy mà vào năm 2016, Tổng thống Putin đã quyết định xây dựng cầu Crimea đi qua eo biển Kerch, kết nối nước Nga với bán đảo chiến lược này. Tới năm 2019 thì cây cầu này đã được hoàn thành, với một cầu đường bộ và một cầu đường sắt, với tổng trị giá lên tới 3,7 tỷ đô la. Dù vậy thì cây cầu Crimea vẫn đứng trước nguy cơ bị tấn công, và nước Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine, nhằm hiện thực hóa một cây cầu đất liền nối giữa Nga và bán đảo Crimea. Nhưng mà cho dù có được Sevastopol, xứ sở Bạch Dương cũng không thể làm chủ được Biển Đen. Biển Đen và hai eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga là một trong số 6 quốc gia giáp Biển Đen. Trong những nước còn lại thì có 3 nước là thành viên NATO, đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania. Còn Ukraine thì đã ngả hẳn về phía phương Tây và đối đầu trực tiếp với Nga. Về phía đông thì Georgia cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với Nga, ở hai khu vực là Abkhazia và Nam Ossetia. Tàu thuyền của Nga đi từ Novorossiysk hoặc Sevastopol sẽ phải đi qua hai eo biển là Bosphorus và Dardanelles do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Theo Công ước Montreal, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền kiểm soát nhất định đối với việc tàu chiến đi qua eo biển Dardanelles và Bosphorus, nối liền Biển Đen, biển Marmara và biển Aegea. Trong thời bình, tàu chiến có thể đi qua eo biển bằng cách thông báo ngoại giao trước với giới hạn nhất định về trọng tải và vũ khí, cũng như tùy thuộc vào việc có quốc tịch Biển Đen hay không. Trong thời chiến, Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngăn không cho các tàu của các bên tham chiến đi qua các eo biển trên. Theo Công ước Montreal, nếu Thổ Nhĩ Kỳ là một bên tham chiến hoặc là cảm thấy một mối nguy hiểm sắp xảy ra, thì Ankara có thể đóng các eo biển với tất cả các tàu chiến. Khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hai eo biển Bosphorus và Dardanelles, tàu chiến của Nga thuộc hạm đội Baltic, phương Bắc và Thái Bình Dương sẽ không thể đến Biển Đen để chi viện cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngược lại thì hạm đội Biển Đen của Nga cũng không thể ra ngoài. Trong Thế chiến thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng Công ước Montreal để đóng cửa hai eo biển. Phe phát xít không thể đưa tàu vào Biển Đen để tấn công Liên Xô, và ngược lại thì Liên Xô cũng không thể đưa tàu từ Biển Đen ra Địa Trung Hải để tham chiến. Còn trong cuộc chiến tại Ukraine, từ ngày 27 tháng 2 năm 2022, chỉ 3 ngày sau khi chiến sự bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng quyền phong tỏa lối vào Biển Đen của mình, bao gồm cả tàu chiến NATO lẫn Nga. Tuy nhiên thì Thổ Nhĩ Kỳ không thể ngăn chặn các tàu chiến của hạm đội Biển Đen quay trở lại căn cứ. Vì vậy mà vào cuối tháng 2 năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ chối 3 trong số 4 tàu chiến của Nga tiến vào vùng biển này vì chỉ có một trong số chúng là tàu của hạm đội Biển Đen được phép đi vào trong. Trong khi đó, tàu tuần dương tên lửa Variag là soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương và tàu đô đốc Tribut là tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn đã phải chờ 9 tháng ở Địa Trung Hải để tìm cách tiến vào Biển Đen. Nhưng do mãi không nhận được sự đồng ý của Thổ Nhĩ Kỳ nên hai tàu này đã rời Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez để trở về căn cứ ở Thái Bình Dương. Còn trong trường hợp các tàu bên trong thoát ra khỏi Biển Đen, thì tàu chiến của Nga cũng sẽ phải đi vào vùng biển Địa Trung Hải, nơi có hàng loạt các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh. Trong khi nước Nga chỉ có duy nhất một căn cứ quân sự tại đây, đó là cảng Taurus ở Syria, và đi về phía nam là kênh đảo Suez thuộc quyền sở hữu của Ai Cập. Dù quan hệ giữa Nga và Ai Cập là rất tốt, thế nhưng quốc gia Bắc Phi này chưa bao giờ tỏ ra là một người bạn đáng tin tưởng, khi chiến lược mà Ai Cập đưa ra là đa dạng các mối quan hệ và nước này cũng có mối quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Do đó an ninh hàng hải của Nga đi qua Địa Trung Hải là không an toàn. Vùng biển này sẽ dễ dàng bị phong tỏa nếu như xảy ra chiến tranh với NATO. Biển Baltic giữa vòng vây NATO.
thành phố cảng Saint Petersburg nằm sâu trong vịnh Phần Lan, tàu thuyền muốn ra đến Đại Tây Dương phải đi qua eo biển Đan Mạch, một nước thành viên của NATO. Trong Thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã giăng một tấm lưới thép ngang qua vịnh Phần Lan, chặn đứng đường đi của tàu ngầm Liên Xô. Máy bay Đức kiểm soát bầu trời, không cho tàu nổi rời khỏi cảng. Kết quả là hạm đội Baltic của Liên Xô đã bị giam lỏng hơn một năm và không thể tham chiến. Hiện nay, biển Baltic được chia sẻ bởi Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức và Đan Mạch. Và trừ Nga thì hiện nay 8 quốc gia ven biển Baltic đã là thành viên của NATO. Như vậy thì chỉ có mình Nga đơn độc giữa vòng vây của liên minh quân sự này. Với sự tham gia của Phần Lan, NATO đã có thêm một đội quân nghĩa vụ lớn, bao gồm hàng trăm nghìn quân dự bị. Trong khi Thụy Điển có máy bay chiến đấu và tàu ngầm hiện đại do chính nước này sản xuất. Vì vậy, quyền kiểm soát phần phía bắc của biển Baltic đã hoàn toàn thuộc về NATO. Trong khi lối vào ở phía tây từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của các nước thành viên trong liên minh, đó là Đan Mạch, Na Uy và Đức. Dù vậy thì Nga vẫn có trong mình một con át chủ bài, đó là vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva. Nga đã triển khai ở đây tên lửa Iskander với tầm bắn từ 500 km và có thể mang đầu đạn nặng tới 700 kg. Vì vậy mà Kaliningrad sẽ là mối đe dọa đối với nước Đức khi mà vùng lãnh thổ này chỉ cách Berlin 500 km. Và Nga cũng đang triển khai thêm nhiều loại vũ khí tới Kaliningrad nhằm quân sự hóa khu vực này, do nó nằm rất gần với hành lang Suwalki, điểm yếu của NATO. Hành lang này dài chưa tới 100 km, chạy dọc theo biên giới của Ba Lan và Litva, nối vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga với Belarus, một đồng minh thân thiết của nước này. Nơi đây đã trở thành mối quan ngại sâu sắc của các lãnh đạo quân sự phương Tây trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO. Hành lang Suwalki là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất kết nối Litva, Latvia và Estonia đến phần còn lại của NATO. Nếu khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga, ba nước Baltic sẽ bị cô lập và rất khó để tự vệ. Tất nhiên là một cuộc tấn công vào những nước này sẽ kích hoạt điều 5 của NATO và các đồng minh sẽ tham chiến để bảo vệ các quốc gia Baltic. Thế nhưng quân số của NATO trong khu vực vẫn còn rất mỏng, với khoảng 5.000 binh sĩ luân chuyển trên cả 3 quốc gia. Trước đây NATO đã tránh tăng cường lực lượng ở khu vực Baltic do lo ngại căng thẳng với Nga leo thang. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, NATO đã đề xuất triển khai thêm lực lượng ở đây, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở biển Baltic. Vladivostok, người cai trị phương Đông. Thành phố cảng Vladivostok nằm ở vùng biển Nhật Bản, phía tây khu vực Thái Bình Dương. Tuy Nhật Bản không phải là thành viên NATO, thế nhưng nước này là đồng minh thân thiết với Mỹ. Đi về phía nam là Hàn Quốc, một đồng minh khác của xứ Cờ Hoa. Còn về phía bắc, tàu thuyền của Nga sẽ phải đi qua eo biển Laperouse, nằm giữa đảo Hokkaido của Nhật Bản và đảo Sakhalin của Nga, sau đó đi qua quần đảo Kurin. Đây là khu vực mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với 4 hòn đảo ở phía nam, đó là Iturup, Funashia, Shikotan và Habomai. Hiện nay, do tranh chấp quần đảo Kurin mà Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Thậm chí mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong vài năm gần đây. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thì Nhật Bản đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và tổ chức của Nga. Về phía Moscow thì họ đã nhiều lần nêu rõ là mình sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, nhưng chỉ khi Tokyo không còn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kurin. Trong khi đó, người Trung Quốc vẫn muốn lấy lại Vladivostok, vùng đất mà đế quốc Nga đã lấy từ nhà Thanh vào năm 1860. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, Đại sứ quán của Nga tại Trung Quốc đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo thông điệp chào mừng kỷ niệm 160 năm thành lập thành phố Vladivostok. Ngay lập tức, bài viết này đã trở thành mục tiêu chỉ trích của người dùng Internet Trung Quốc. Tuy nhiên thì về phía chính phủ Bắc Kinh, Moscow lại là một người bạn thân thiết và Vladivostok chính là nơi mà hai nước thắt chặt mối quan hệ. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, Trung Quốc đã đưa thêm cảng Vladivostok của Nga vào danh sách các cảng trung chuyển để vận chuyển hàng hóa nội địa qua biên giới tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Lần đầu tiên sau 163 năm, hàng hóa từ các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm có thể vận chuyển đi ra biển trực tiếp mà không cần phải vận chuyển bằng đường bộ đến các tỉnh Liêu Ninh rồi đi tiếp ra biển. Khoảng cách từ Cát Lâm và Hắc Long Giang đến các cảng ở Liêu Ninh là hơn 1.000 km, thậm chí những vùng sâu trong nội địa là gần 2.000 km, trong khi khoảng cách đến Vladivostok chỉ là 200 km. Vì vậy mà chi phí vận tải hàng hóa giảm đi đáng kể. Việc sử dụng các cảng nước ngoài để vận chuyển hàng hóa còn giúp Trung Quốc đảm bảo chuỗi cung ứng công nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng với các nước láng giềng. Trong khi đó, việc mở cửa vùng Viễn Đông cũng nằm trong mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc. Vladivostok chính là cảng lớn nhất trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga, với sản lượng container thông qua hàng năm đạt gần 1 triệu TEU. Tuy nhiên thì nó cũng nằm rất xa so với Moscow.
Vì vậy mà việc kết nối với vùng Đông Bắc Trung Quốc sẽ khiến cho Vladivostok phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên thì điều này cũng có nghĩa là vùng Viễn Đông của Nga sẽ càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Địa lý nước Nga có thực sự tệ? Với diện tích lớn nhất thế giới, thực sự thì Nga cũng có rất nhiều lợi thế. Dù chỉ có hơn 7% tổng diện tích là đất nông nghiệp, thế nhưng đó là 7% của 17 triệu km², tức là khoảng 1,2 triệu km², trong đó có 793.000 km² là đất canh tác, còn lại là đất chăn nuôi. Không chỉ có diện tích đất lớn, Nga còn có loại đất đen Chernozem. Đây là một loại đất có chứa hàm lượng cao tỷ lệ mùn, từ 4 cho đến 16%, và tỷ lệ cao các hợp chất phốt pho và ammoniac. Chernozem là một loại đất màu mỡ và có thể tạo ra năng suất nông nghiệp cao nhờ vào khả năng lưu trữ độ ẩm cao. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, Nga đã nổi lên trở lại thành một cường quốc nông nghiệp lớn. Vào năm 2016, nước này đã trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Trong năm 2018, Nga sản xuất được 72,1 triệu tấn lúa mì, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, xứ sở Bạch Dương còn là nhà sản xuất hàng đầu về củ cải đường, khoai tây, lúa mạch, hạt hướng dương và nhiều loại nông sản khác. Bên cạnh đó, nước Nga còn có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, trị giá hơn 75.000 tỷ đô la. Số tiền này bao gồm than, dầu, khí đốt tự nhiên, vàng, gỗ và kim loại đất hiếm. Nga được đánh giá là nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất thế giới. Nước này nắm giữ trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới ở mức 47.800 km khối, chiếm gần 20% tổng trữ lượng toàn cầu tính đến năm 2021. Nga cũng là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trên thế giới với 12% nguồn cung toàn cầu vào năm 2020. Trữ lượng dầu đã được chứng minh của Nga là lớn thứ 7 trên thế giới theo OPEC với ước tính là khoảng 80 tỷ thùng dầu. Nước này cũng có trữ lượng vàng lớn thứ 2 thế giới với 6.800 tấn, tương đương hơn 13,1% tổng trữ lượng toàn cầu tính đến năm 2022. Trong lĩnh vực kim cương công nghiệp, xứ sở Bạch Dương cũng chiếm 1/3 sản lượng toàn cầu vào năm 2021 và 61% trữ lượng hàng hóa này. Tính đến năm 2022, trữ lượng kim cương tự nhiên của Nga ước tính vào khoảng 600 triệu carat và cũng là lớn nhất thế giới. Đất nước rộng lớn nhất thế giới cũng có tới 789 triệu hecta rừng, đem lại nguồn tài nguyên gỗ quý giá. Nước Nga cũng có hơn 100.000 con sông, cùng với các hồ nước. Nga có tới 1/4 lượng nước ngọt dạng lỏng của thế giới. Trong đó hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất, tinh khiết nhất, lâu đời nhất và có sức chứa lớn nhất trên thế giới, chứa hơn 1/5 lượng nước ngọt của thế giới. Trong tương lai, khi băng ở Bắc Cực tan chảy, phần lớn thế giới có thể buồn, nhưng người Nga chắc chắn sẽ vui. Họ sẽ có thêm nhiều đất nông nghiệp hơn và cũng có thêm nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên hơn. Bên cạnh đó, nước Nga còn có tuyến đường biển phương Bắc đi từ Murmansk tới Vladivostok. Hải trình này dài khoảng 10.000 km và là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, trong khi tuyến đường biển cũ từ biển Hoa Đông tới biển Bắc dài khoảng 20.000 km và phải đi qua kênh đào Suez. Vậy theo các bạn, địa lý nước Nga có thực sự tệ? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này để chúng mình được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.